đấu khí đại lục cường giả vô số cường giả có thể lật trời lật biển kẻ yếu thì bị cường giả thống trị thiên tài chân chính là không cần năm tháng lọc trước khi tuyên cổ sau khi kết thúc chung cực thiên kiêu tiêu thiên vũ sẽ đi về phía cường giả đỉnh phong hay là trên đường ảm đạm vẫn lạc để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ chương một thôi dịu thiên tài bạn đang nghe tại truyện chấm audio đấu khí ba đoạn đẳng cấp thấp một thiếu niên nhìn một khối phát sáng viên cầu biểu tình âm trầm. Ha ha ha, ba năm cái này phế vật vẫn là đấu khí tam đoạn, quả nhiên là phế vật, phế vật chính là phế vật, chung quanh không ngừng truyền đến cười nhạo thanh âm. Thiếu niên yên lặng đi xuống đài cao, bên cạnh một thiếu nữ xinh đẹp có chút lo lắng hỏi. Tiêu viêm ca ca hắn không sao chứ? Hẳn là không có việc gì. Một đôi mắt hẹp dài rực rỡ như sao, dưới hai hàng lông mày dương lên như kiếm, hiện ra u quang trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ khe khẽ thở dài một tiếng không nói gì nữa kiểm tra vẫn đang không ngừng tiến hành tiêu tán kế tiếp tới ngươi mau lên một trung niên nhân ở bên cạnh thúc giục dưới đài một thiếu niên cao cao gầy đi lên lấy tay sờ soạn thủy tinh cầu trên đài cao sau đó thủy tinh cầu phát ra từng trận quan mang đấu khí năm đoạn đẳng cấp trung cấp, nghe nói cao gầy nam tử ngượng ngùng đi xuống. Kế tiếp, Tiêu Huân Nhi, Huân Nhi đến ngươi rồi, mau ở trước mặt mọi người triển lãm một chút đi, một thiếu nữ áo tím thanh điềm đạm chậm rãi đi lên đài. Nhất tinh đấu giả. Người chung quanh không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Quả nhiên, Huân Nhi tiểu thư không hổ là thiên tài của Tiêu gia chúng ta. Đây mới là nữ thần của ta, Huân Nhi, đẹp quá, vừa đẹp vừa mạnh trên sân không ngừng phát ra các loại âm thanh. Nghe vậy, thiếu nữ khẽ mỉm cười, liền bước khẽ dời chính là đi xuống đài kiểm tra, thiên vũ ca ca, ta biểu hiện thế nào? Thiếu nữ mỉm cười nhìn thiếu niên áo trắng, nụ cười mùa xuân dịu nhật bình thường làm người ta mê muội Biểu hiện phi thường không tệ, không hổ là huân nhi của ta. Thiếu niên khẳng định trả lời, hừ, mới không phải huân nhi của ngươi. Thiếu nữ hừ một tiếng. Sắc mặt hơi đỏ lên nhưng trong đôi mắt vẫn không che giấu được vui sướng thấy vậy thiếu niên cười xoa xoa cái đầu nhỏ của thiếu nữ thử nghiệm vẫn đang tiếp tục lại qua nửa canh giờ người kế tiếp tiêu thiên vũ nghe vậy tất cả mọi người là đem ánh mắt đặt ở cái này bạch y mỹ thiếu niên trên người thậm chí không ít đệ tử trẻ tuổi trong mắt đều lộ ra nồng đầm sùng bái thiên vũ ca ca nên ngươi đi lên đi thiên vũ ca ca ngươi khẳng định cao hơn huân nhi rất nhiều rất nhiều cô gái nhỏ chờ mong nhìn bạch y mỹ thiếu niên nghe vậy tiêu thiên vũ cũng cười cười vậy huân nhi ngươi ngoan ngoãn xem trọng đi thiếu niên chậm rãi đi về phía đài kiểm tra bước chân trầm ổn hữu lực tiêu thiên vũ đi tới bên cạnh thủy tinh cầu nhìn một hồi rồi đặt tay lên thủy tinh cầu lúc này thủy tinh cầu phát ra một trận cường quang chói mắt quang mang sáng như ban ngày sau đó thủy tinh cầu chậm rãi xuất hiện vết nước Trung niên nhân lập tức dùng hết toàn thân đấu khí ổn định thủy tinh cầu, nhưng là đại thế không thể ngăn cản, thủy tinh cầu vẫn là âm âm bạo liệt. Trung niên nhân trước khi bạo liệt một khắc cũng lôi kéo Tiêu Thiên Vũ bạo lui ra, sau đó nhìn Tiêu Thiên Vũ lại nhiều lần xác nhận, cuối cùng sau khi Tiêu Thiên Vũ mỉm cười gật đầu dùng thanh âm run rẩy nói: "Tiêu Thiên Vũ, đại đấu sư ngũ tinh." Người chung quanh một bộ thấy quỷ trên sân đột nhiên lặng lẽ không một tiếng động, sau đó trực tiếp bộc phát từng trận tiếng thảo luận. Đây quả thực, đây quả thực là thần A. Trời ạ, à, thiếu tộc trưởng tu luyện như thế nào, hắn mới 15 tuổi A. Quyết định rồi, sau này thiếu tộc trưởng chính là cha ta, cha ta có tư chất đấu đế. Đồ không biết xấu hổ, thiếu tộc trưởng rõ ràng chồng tương lai của ta ngươi cũng xứng dính vào quan hệ với lão nương. Thiếu tộc trưởng, ta yêu ngươi. Thiếu tộc trưởng, ta muốn cùng ngươi thử xem âm dương điều hòa chi đạo. Bên cạnh nữ sinh giống như là bị điểm nổ thùng thuốc nổ, càng không thể vãn hồi, làm người giật mình chính là muốn cùng thiếu tộc trường sinh hầu tử trong người cư nhiên cũng có số ít nam tính. Tiêu thiên vũ cất bước đi xuống dưới đài. Trên mặt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Huân Nhi cũng tiến đến bên cạnh tiêu thiên vũ. Thiên vũ ca ca ngươi thật lợi hại. Tiêu thiên vũ nghe Huân Nhi khen mình như vậy cũng rất cao hứng, lại lấy tay xoa xoa đầu nhỏ của Huân Nhi. Bên cạnh một thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp cũng đi tới, chúc mừng thiên vũ ca tu luyện nhanh như vậy, trong mắt mang theo tràn đầy tình yêu say đắm. Người chung quanh cũng là các loại chúc phúc các loại. Một đời thiên kiêu sắp nhất lên sóng lớn kinh thiên động địa ở đấu khí đại lục. Sau đó, tiêu gia nghi sự đường, mấy lão gia hỏa đều là vẻ mặt tươi cười. Tiểu tử này, không chịu thua kém. Một lão giả nói người chung quanh thổn thức một chút sau đó dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lão nhân này ai thiên vũ tiểu tử chính là tiêu gia chúng ta đệ nhất thiên tài tự nhiên không chịu thua kém a à, có một đứa cháu tốt như vậy lão nhân ngươi liền vụng trộm vui vẻ đi nói chuyện chính là tam trưởng lão hắn có chút tiếc nuối nghĩ hắn cũng có hai đứa cháu trai cháu gái nhưng không ai là thiên tài như thế người trung niên ngồi ở chính giữa tuy rằng cũng rất là cao hứng nhưng ngoài cao hứng còn có một chút ưu sầu Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của tiêu gia, có thực lực ngũ tinh đại đấu sư. Nhưng thực lực đứa con nhỏ nhất của hắn chỉ có đấu khí tam đoạn, hơn nửa ba năm không có tiến bộ. Thật sự không biết nên làm cái gì cho phải, đến lúc đó lễ trưởng thành vừa qua cho dù là hắn cũng không tốt lắm bảo trụ tiêu viêm. Cho nên tiêu chiến ngoài cao hứng còn có chút ưu sầu. Ta đề nghị chúng ta qua một thời gian ngắn trực tiếp để tiểu tử này trở thành tộc trưởng đi, dù sao thực lực của hắn cũng là hoàn toàn có thể đảm nhiệm cương vị này, tam trưởng lão đột nhiên nói. Ta ủng hộ, nhị trưởng lão mặt già cười thành một đóa hoa cúc. Cái này. Được rồi, mặc dù có chút phẫn nộ nhưng tiêu chiến coi như là một người biết đại thể. Cho nên suy nghĩ một chút liền đồng ý. Nếu chúng ta đều đồng ý, vậy lát nữa chúng ta liền trực tiếp thông tri đi xuống đi, tam trưởng lão ở đây nói. Ngày hôm sau diễn tập đấu kỹ. Huân Nhi trực tiếp tới đây đi, dùng toàn lực của ngươi đi. Tiêu Thiên Vũ nói thẳng. Nếu Thiên Vũ ca ca tự tin như vậy, ta đây liền trực tiếp tới đây, chỉ thấy trong tay nữ tử áo tím nổi lên đấu khí xanh mướt, đấu khí trong khoảnh khắc cuốn quanh tay Huân Nhi, yến lạc. Nhưng Tiêu Thiên Vũ phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp dùng cánh tay chặn lại. Tiêu Thiên Vũ cảm giác đấu kỹ này hẳn là không kém. Bất quá người ngoài xem ra bản thân hắn chưa từng lui ra phía sau, tiêu thiên vũ trực tiếp trở tay nhẹ nhàng một trưởng đánh lên vai huân nhi huân nhi nhanh chóng nhảy về phía sau nhưng tiêu thiên vũ đâu phải hạng người hời hợt tay trực tiếp dùng một loại tốc độ nhanh hơn đánh trúng huân nhi tuy rằng đem thực lực của mình áp chế đến đấu giả nhất tinh nhưng tốt xấu gì hắn cũng coi như lĩnh ngộ mấy chục loại đấu kỹ tồn tại huân nhi há có thể chạy thoát trực tiếp bị một trưởng đánh lui mấy chục bước bất quá tiêu thiên vũ đối với lực đạo nắm chắc vô cùng tốt lực lượng đánh ra chỉ là vừa vặn ở giữa đánh lui huân nhi cùng đã thương huân nhi nhìn mình ba năm cái đã bị giải quyết cô gái nhỏ mất hứng biểu môi nhỏ nhắn nói thiên vũ ca ca ngươi quá lợi hại huân nhi làm sao cũng đánh không lại ngươi a à, có chút quể oải tiêu thiên vũ cũng đi tới trước mặt huân nhi nhẹ nhàng xoa đầu huân nhi huân nhi tiến bộ cũng rất lớn không chừng qua vài ngày nữa ta phải tăng lên đấu giả nhị tinh mới có thể đánh bại Huân Nhi. Huân Nhi được an ủi, trong lòng nổi lên sắc thái ngọt ngào. Nhưng vẫn bất đắc dĩ nói. Rõ ràng Huân Nhi cảm giác mình thậm chí còn không chạm tới thiên vũ ca ca, nếu không phải ngươi đứng bất động. Chương 2 Thời gian nhàn hạ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tiêu thiên vũ biểu môi, chưa từng phủ nhận trình độ của hắn như thế nào hắn vẫn có một chút cơ bản. Cũng không biết có phải thể chất hắn đặc thù hay không. Hắn cảm giác tu hành đến bây giờ còn không có gặp phải bất kỳ bình cảnh nào, giống như chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, tu vi liền không ngừng dâng lên. Hơn nữa ở phương diện đấu kỹ cũng là cái dạng này. Hắn cơ hồ học tập bất kỳ đấu kỹ nào chỉ cần liếc mắt một cái là có thể trăm phần trăm luyện tới đại thành. Lúc đầu hắn còn cảm giác có cái gì không đúng, cho nên cố ý chậm lại bước chân tu luyện. Nhưng sau đó chính hắn liền biết. Chính hắn tu luyện tới đấu khí cơ hồ ngưng luyện tới cực điểm. Lúc trước y ở giai đoạn đấu giả có thể nói đấu khí của một người nhanh hơn một trăm người. Hơn nữa bởi vì tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh. Hắn chỉ cần toàn lực tu luyện, cơ hồ muốn hình thành một cái hắc động vô cùng đen kịt. Phương viên chừng 500 dặm đều có thể chịu ảnh hưởng rất lớn cơ hồ có một loại uy áp vô cùng hoang cổ bao phủ trên người tất cả sinh vật sau đó hắn liền cố ý áp chế động tĩnh tu luyện một chút tuy rằng hắn tu luyện cũng không có vấn đề gì nhưng hắn vẫn không muốn quá nhiều người biết chuyện này cho dù là sau đó hắn bại lộ thiên phú siêu cao cả đế quốc đều biết tính ra đại khái còn cần mấy ngày đại nhân vật vân lam tông sắp xuống thu hắn làm đồ đệ rồi hắn vẫn có một chút chờ mong tuy rằng nhiều năm qua hắn đã sớm thấy rõ bản chất của thế giới này một hiện thực tàn khốc vô cùng có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm không có thực lực cho dù bị đánh chết hoặc là bị tra tấn như thế nào cũng không có bất luận kẻ nào sẽ quan tâm hắn chính là biết điểm này mới liều mạng tu luyện sau đó hắn phát hiện huân nhi và những người khác của tiêu gia có chút không giống nhau tuy huân nhi là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng gặp trong đời cũng là nữ nhân hắn lập chí sau này muốn cưới về nhà. Cô ấy luôn có một cảm giác bí ẩn. Từ công pháp đấu kỹ tầng tầng lớp lớp trong tay nàng có thể nhìn ra. Công pháp đấu kỹ nhiều còn chưa tính. Đấu kỹ của Huân Nhi cơ hồ mỗi một quyển đều là huyền giai sơ cấp đi lên. Còn Huân Nhi dường như cũng không tôn trọng ông nội và các trưởng lão khác của tiêu gia. Nghĩ đến đây. Tiêu Thiên Vũ lắc đầu. Ai, không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nhanh đi cùng Huân Nhi hội hợp đi, hôm nay vẫn là muốn cùng nàng đi phường thị đi chơi đây. Hắn trực tiếp bước nhanh hơn, chỉ chốc lát đã đi về phía cửa phòng Huân Nhi. Anh gõ cửa phòng. Chúng ta đáng yêu thiện lương, xinh đẹp hào phóng, Huân Nhi tiểu thư quốc sắc thiên hương ở trong phòng sao. Huân Nhi lúc này cũng vừa mới dậy. Nghe hắn nói như vậy cũng thật cao hứng. Thiên vũ ca ca. Huân Nhi nào có tốt như ngươi nói. Huân Nhi mở cửa phòng, dầm chân có chút đáng yêu nói. Được được được, sau này ta sẽ không nói nữa, được không? Tiêu Thiên Vũ nói đùa. Ngươi dám. Cô gái nhỏ lập tức mất hứng. Được được được, ta không dám nắm tay Huân Nhi đi về phía trước. Đột nhiên bị nắm tay, Huân Nhi cũng cả kinh, nhưng nàng cũng không dãy dùa. Có thể là bởi vì nàng đối với Tiêu Thiên Vũ cũng có hảo cảm không nhỏ đi hai nhân vật giống như trích tiên cứ như vậy đi ra ngoài mới vừa đi chưa được mấy bước liền gặp một cái mặt áo trắng tuấn tú thiếu niên nhìn nhìn hai người bọn họ trong lòng có chút không cam lòng nhưng lại nhanh chóng bỏ đi không cam lòng ý nghĩ đi về phía trước thiên vũ biểu đệ huân nhi biểu mùi muốn làm gì nhìn thấy thiếu niên này vẻ mặt tiêu thiên vũ không hề thay đổi huân nhi vẫn mỉm cười tuy rằng hắn không quá thích tiêu ninh nhưng cũng không tính là đáng ghét đó đều là chuyện khi hắn còn nhỏ khi còn bé tiêu ninh vì huân nhi thường xuyên mượn một ít lý do mạc tu có để đối nghịch với hắn đương nhiên lúc ấy còn có tiêu viêm là biểu ca tuy rằng thiên phú của hắn bại lộ cùng với thiên phú của tiêu viêm biến mất tuy rằng cho dù không biến mất tiêu ninh cũng không dám đụng vào tiêu thiên vũ nữa lúc ấy tiêu viêm nhất tin đấu giả tiêu thiên vũ cũng đã nhất tin đấu sư đáng sợ nhất chính là người cùng thế hệ với hắn cơ hồ đều biết, Tiêu Thiên Vũ lúc 10 tuổi mới chuẩn bị đột phá đấu giả, vẹn vẹn qua một năm, hắn liền trở thành đấu sư đấu khí hóa xa. Thiên Phú như thế, lúc ấy làm cho tất cả mọi người biết được việc này đều không khỏi hít sâu một hơi. Cũng hoàn toàn hòa tan sự thật Tiêu Viêm trở thành đấu giả. Thậm chí trực tiếp đều kinh động, hoàng thất, tam đại gia tộc, vân lam tông, lúc ấy không ít người đến nhà bọn họ. Cánh cửa đại môn Tiêu gia cơ hồ đều bị giẫm nát. Chuyện này cũng làm cho hai đại gia tộc bên cạnh hoàn toàn giấu đi một ít tâm tư của Tiêu gia. Tiêu Thiên Vũ cùng Tiêu Ninh chào hỏi rồi lập tức đi ra cửa lớn Tiêu gia. Bán gì trên phố cũng có. Có bán trang sức, có bán ma thú hạch, cũng có bán cái khác một ít vật phẩm nhỏ. Đi rồi cơ hồ còn không nghĩ tới muốn mua cái gì. Tiêu Thiên Vũ nhìn thấy một hàng vỉa hè phía trước có một cái lắc tay màu lam chủ quán có thể là một lão nhân, nhìn thoáng qua tiêu thiên vũ, liền biết thiếu niên trước mắt này biết người này chính là một thiếu niên nhà giàu. Một ngàn năm trăm kim tệ, ta xem chúng ta hữu duyên liền tiện nghi một chút bán cho ngươi, một ngàn hai trăm kim tệ đi, lão đầu ánh mắt không thay đổi, chậm rãi nói, trong đôi mắt lóe ra một đạo tinh quang. Này, lão đầu, ngươi thật cho rằng chúng ta đều là người không biết hàng sao. Ma hạch cấp một này cũng không phải ma thú rất mạnh, nhìn đấu khí màu lam, ta đoán nhiều nhất cũng chỉ là một con thủy ngư cấp 1. Cơ hồ là ma thú cấp 1 yếu nhất, cho dù cộng thêm phí thủ công nhiều nhất cũng là 500 kim tệ đi. Tiêu Thiên Vũ thản nhiên nói. Tiểu tử này ngươi chém cũng nhiều lắm đi, coi như là không thể giá trị cái giá tiền này, nhưng là ta còn muốn nuôi sống gia đình A, ít nhất cũng phải 800 kim tệ đi. Nếu không không có cách nào đặng, lão nhân liền tự hồ cũng là biết mình lừa không được nhưng vẫn kiên trì không đem giá cả chém thành hơn 500. Tiêu Thiên Vũ nhìn chiếc vòng tay màu lam này, cũng suy nghĩ một chút. Huân Nhi còn chưa có lắc tay, vừa vặn tặng nàng một cái. Ta nhận, đây là 800 kim tệ, ngươi tự đếm đi. Tiêu Thiên Vũ tiện tay ném ra một túi tiền. Chờ câu trả lời của ông già. Lão đầu lúc này động tác cũng rất nhanh. Một tay lấy xuống túi tiền. Cười ha hả nói, không cần đếm, danh dự của Tiêu Thiên Vũ thiếu gia ta hoàn toàn có thể tin tưởng. Tiếp theo đưa vòng tay cho Tiêu Thiên Vũ. Sau khi cầm lấy vòng tay Tiêu Thiên Vũ cảm thụ một chút khí tức, đấu khí thủy thuộc tính màu lam đối với một ít người hỏa thuộc tính có chút hiệu quả giảm bớt mệt nhọc. Vòng tay được tính là tinh tế. Tiêu Thiên Vũ cầm lắc tay cười nói với Huân Nhi. Đây coi như lễ vật của ta đối với Huân Nhi. Huân Nhi vừa nghe cũng phi thường cao hứng không cần suy nghĩ đã nói ra cảm ơn thiên vũ ca ca. Thiên vũ ca ca, người giúp ta đeo lên đi. Sau đó liền vương ngọc thủ trắng nõn ra. Thiên thiên ngọc chỉ cứ như vậy không hề phòng bị đặt ở giữa không trung, ngón tay trắng nõn tinh tế, lộ ra móng tay màu hồng nhạt cũng là rõ ràng có thể thấy. Loại tay này vô luận từ phương diện nào mà nói đều là rất đẹp mắt. Thậm chí có thể làm cho có chút tính cách kỳ lạ người hận không thể đưa vào trong miệng hắn đương nhiên tiêu thiên vũ cũng không phải loại người này hắn rất thích tay huân nhi nhưng đây chỉ là bởi vì huân nhi là lão bà hắn nhận định cho nên mới thích ừ đúng rồi đúng rồi đúng rồi sau đó liền cầm lấy cổ tay mảnh khảnh này rất ôn nhu đeo vòng tay lên tay huân nhi sau khi đeo lên trước khi buông tay hắn còn dùng ngón tay ma sát lòng bàn tay huân nhi trực tiếp làm huân nhi hoảng sợ như thế nào cảm giác thiên vũ ca ca hình như là rất biết chơi huân nhi thầm nghĩ trong lòng kế tiếp bọn họ lại tiếp tục đi dạo phường thị hơn nửa ngày trong lúc đó tiêu thiên vũ lại dùng lý do tặng quà cho huân nhi chiếm không ít tiện nghi của huân nhi huân nhi cũng cảm thấy vừa bực vừa buồn cười thiên vũ ca ca đúng là một đại sắc lan cao hứng đi trước tiêu thiên vũ bước chân nhẹ nhàng tiêu thiên vũ nhìn thoáng qua cũng đuổi theo thân hình như một thanh tuyệt thế thần kiếm mê đảo không ít thiếu nữ thiếu phụ huân nhi mùi mùi sao ta lại là đại sắc lan tiêu thiên vũ da mặt dày tức giận vừa có cơ hội chính là đánh trắng tùy côn ngươi ngươi đại sắc lan như vậy ngươi tự biết mà huân nhi không ngờ da mặt thiên vũ ca ca lại dày như vậy nhưng chuyện con gái mình làm sao có thể nói ra miệng được hừ xấu lắm thiên vũ ca ca lần nữa bước nhanh hơn đi về phía tiêu gia. Thấy thế, tiêu thiên vũ cũng bất chấp cãi cọ. Tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Huân Nhi, cầm nó trong tay. Tiếp theo nhẹ nhàng nhéo nhéo. Sau đó làm bộ như không làm gì tiếp tục đi. Mặt trời chiều ngã về tây, tiên nhân quyến lữ ngay trước mắt. Bầu trời tiếp theo ráng màu, mặt trời lặng điểm suyết bầu trời cao. Hai thần tiên quyến lữ mang theo ánh mắt hâm mộ của mọi người dần dần rời đi. Chương 3 khách không mời mà đến ước hẹn 3 năm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày cứ trôi qua. Rốt cục cũng sắp tới lúc đại nhân vật Vân Lam Tông đến. Tiêu gia vào lúc này lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Trong đại sảnh có một bạch y thiếu nữ, đứng bên cạnh áo bào trắng lão gia gia, phía sau còn có một thiếu niên. Thiếu nữ nhìn bộ dáng rất tôn quý. Đương nhiên, thiếu nữ mặc dù không có gì, thế nhưng thiếu niên phía sau nàng một bộ dáng vênh váo tự đắc. Lão giả cũng là thần sắc ngạo nghễ. Thiếu nữ nháy mắt với lão giả. Lão giả chậm rãi nói. Người vân Lam Tông, đến bái phỏng tiêu gia, tiêu gia lão nhóm tự nhiên là cực kỳ thất sắc. Vội vàng dập đầu. Mau mời ngồi. Mau lấy lá trà thượng hạng tới chiêu đãi quý nhân vân Lam Tông chúng ta. Nhị trưởng lão nói lão giả áo bào trắng vừa nghe cũng tươi cười chào đón. Tiêu gia chủ nói đùa. Vân Lam Tông chúng ta cũng ngưỡng mộ tuyệt thế thiên tài tiêu gia tiêu thiên vũ thật lâu. Qua một đoạn thời gian tông chủ ta sẽ đến tiêu gia các ngươi tự mình thu đồ đệ. Chúng ta tới sớm bất quá là có chút việc nhỏ phải xử lý. Tiêu chiến tộc trưởng ngươi nhìn xem vị nữ hoa nhi này là ai. Chỉ tay vào thiếu nữ kia. Thiếu nữ đình đình ngọc lập, từ bây giờ có thể nhìn ra có một chút khuynh thành khuynh quốc chi tư tiêu chiến nhìn một hồi lại nghĩ nghĩ chính mình quả thật cũng cảm giác thiếu nữ này có một chút quen thuộc nhưng chính là không biết nàng cùng mình có quan hệ gì bất đắc dĩ nói tại hạ lớn tuổi trí nhớ cũng kém đi rất nhiều mong các dịp trưởng lão nói tỉ mỉ một chút thẳng tắp nhìn các dịp các dịp cũng không hoảng hốt tiêu chiến tộc trưởng còn nhớ rõ có một hôn ước ngay khi tiêu viêm thiếu gia còn bé, chính là hôn ước do tiêu gia lão gia tử và nạp lang kiệt gia tự mình định ra. Nói đến đây tiêu chiến lập tức hiểu ra, nhưng hiện tại thiên phú của viêm nhi không còn nữa. Đối phương hiện tại nhắc tới việc này rất có thể không phải là thiện tra. Nhưng Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc là một cái quái vật khổng lồ, trong tông không chỉ có Vân Sơn cái này Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả, nghe nói đương nhiệm tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận cũng là một đấu hoàng cường giả không kém. Tiêu gia bọn họ cũng kém xa năm đó. Tiêu gia hiện tại mạnh nhất cũng chính là Tiêu Thiên Vũ, ngũ tinh đại đấu sư. Tiêu Thiên Vũ tuy còn trẻ, nhưng cùng thế hệ, gần như có thể gọi là vô địch. Cho dù là đại đấu sư năm sau lâu đời như hắn, lúc so chiêu với Tiêu Thiên Vũ cũng không thoát được hai chiêu. Hơn nữa cứ như vậy khoa trương sức chiến đấu hắn thậm chí còn cảm thấy xa xa không phải cực hạn của tiêu thiên vũ. Dù sao lúc ấy hắn cũng đã sử dụng huyền giai đấu kỹ mình luyện rất lâu. Cùng sư nộ cương. Nhưng tiêu thiên vũ chỉ dùng một đấu kỹ hoàng giai, phách sơn trưởng đã dễ dàng ngăn cản hắn. Thực lực của hắn vượt xa những thứ này. Tiêu chiến cảm thấy cho dù là đấu linh cường giả, tiêu thiên vũ cũng không nhất định sẽ bại. Nhưng Vân Lam Tông thì không được, tiêu gia bọn họ mấy năm nay tuy rằng hồng vận vào đầu có xu thế đại hưng nhưng vân lam tông có cường giả đấu hoàng đây là tiêu gia bọn họ làm sao cũng đắc tội không nổi rất là không cam lòng hỏi không biết các dịp chấp sự hiện tại nhắc tới hôn ước này nhưng là muốn cầu hôn sao không mặc không gia hỏi các dịp cũng có chút kinh ngạc quả nhiên lớn tuổi mặt cuối cùng cũng phải bỏ qua sao tộc trưởng nói đùa đề hôn vẫn chưa đến lúc nhưng thiếu tông chủ vân lam tông chúng ta cũng chính là nạp lan yên nhiên nghe nói mình có một vị hôn phu đối với chuyện này cũng rất để ý nhất định phải lôi kéo lão nhân ta đến cùng nàng xem vị hôn phu của mình các diệp khéo đưa đẩy nói nạp lan yên nhiên ở phía sau nghe được các diệp nói như vậy làm sao còn có thể không rõ đơn thuần chính là sợ tiêu thiên vũ sẽ tìm hắn trực tiếp mở miệng nói tiêu chiến tộc trưởng ta gọi các dịp chấp sự tới cũng là bởi vì một ý nghĩ của ta. Lúc trước gia gia ta cùng tiêu gia đính hôn, khi đó ta còn nhỏ. Không biết loại chuyện này. Nhưng hiện tại ta đã trưởng thành. Ta mới biết được đây là đại sự cỡ nào. Vãn bối cũng không phải người vô lễ. Chỉ là muốn tự mình quyết định hôn nhân của mình. Nạp Lan yên nhiên ta không nói mình có bao nhiêu thiên tài, nhưng tuyệt đối không phải là một người bị hôn ước khi còn bé kiềm chế. Ta lần này đến đây là vì muốn nói với tiêu tộc trưởng một chút chuyện từ hôn. Lời vừa nói ra người chung quanh đều kinh hãi. Các dịp cũng có chút tức giận. Hắn đúng là không muốn đắc tội tiêu thiên vũ dù sao đây cũng là người bị cho rằng ngay cả vân phá thiên cũng có thể không sánh bằng. Tên thiếu niên đi theo kia ngược lại là phi thường cao hứng. Giống như một số chủng tộc kỳ lạ được gọi là chó liếm. Nghe nói liếm chó là một loại vô luận đối phương có thích mình hay không, thế nhưng liếm chó loại sinh vật này chính là liều mạng dùng đầu lưỡi không ngừng đi liếm đối phương, phi thường ghê tẩm cùng biến thái. Nhưng nhìn Ngân Huy trước ngực thiếu niên, có ba đạo vết xước màu trắng, đấu giả tam tinh. Một thiếu niên có thể nói là thiên tài. Càng khoa trương chính là nạp lang yên nhiên, trước ngực lại cũng có ba vết xước. Tuổi của nạp lang yên nhiên hiển nhiên nhỏ hơn vị thiếu niên kia một chút bởi vậy có thể thấy được thiên phú rất cao tiêu chiến vô cùng phẫn nộ chuyện từ hôn đây là ước định của cha ta và nạp lan lão gia tử yên nhiên tiểu thư đến đây từ hôn không biết có được hay không lão gia tử bọn họ đồng ý nói xong trên người không khỏi lộ ra một ít khí tức đại đấu sư ở một phương địa phương nhỏ coi như là cường giả không ít đệ tử trẻ tuổi của tiêu gia bị cổ khí thế này đẩy lùi về phía sau vài bước nạp lan yên nhiên cũng cắn răng các diệt phi thường chó săn đi về phía trước. Khí thế của thất tinh đại đấu sư cũng đập vào mặt. Trực tiếp triệt tiêu khí thế của tiêu chiến. Tiêu tộc trưởng chúng ta đến đây còn có một ít nhận lỗi muốn tặng cho tiêu gia, chỉ cần tiêu gia đồng ý từ hôn, chúng ta sẽ lấy ra một quả tụ khí tán làm vật nhận lỗi. Nếu như còn muốn những thứ khác chúng ta đều có thể lại xuất ra mấy cái tóc thăng đan. Lời này vừa nói ra, mấy vị trưởng lão trong đại sảnh thần sắc cũng không giống nhau đặc biệt là bản thân tam trưởng lão mặc dù có một đứa cháu gái và một đứa cháu trai nhưng đứa cháu trai không chịu thua kém kia bây giờ chỉ là đấu khí cửu đoạn nếu như có thể lấy được tụ khí tán này cơ hồ có thể nói là ổn định thăng nhập đấu giả giai đoạn hắn vừa nghĩ tới tôn nhi cũng có thể tuổi này trở thành đấu giả ánh mắt cũng là lửa nóng nhìn về phía viên đang dược này nếu vân lam tông nhục nhã như thế vậy mời các ngươi về đi tiêu chiến nổi trận lôi đình Tam trưởng lão mặc dù rất nóng vội, nhưng hắn vẫn có chút ý thức đại cục. Cũng không nói gì. Nếu Tiêu tộc trưởng đã không chào đón như vậy, vậy chúng ta đành phải trở về, bất quá, có thể lấy hôn ước ra hay không? Ta muốn xé bỏ nó. Nạp Lan yên nhiên gả cho ai cần ta tự mình quyết định. Hảo hảo hảo, hảo một Nạp Lan phụ huynh nữ. Ta vừa rồi đã nói, hôn ước sự tình phải đợi đến gia gia ngươi tự mình tới nói mới làm đến linh hoạt linh hoạt, sư tử trống lên hướng về phía đám người Vân Lam Tông. Sau lưng các dịp cũng xuất hiện một vân ưng màu trắng, kêu dài nhằm phía sư tử, khí thế hai bên triệt tiêu lẫn nhau trực tiếp đem mấy tiểu bối chấn ngã xuống đất. Tiêu tộc trưởng, không lùi cũng sẽ không lùi, ngươi làm như vậy là muốn cùng Vân Lam Tông chúng ta khai chiến sao? Chương 4 Thư bỏ vợ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tiêu chiến, ngươi đang làm gì? đây không phải là chỗ ngươi hồ nháo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão vội vàng quát lớn tiêu chiến dù sao tiêu gia bọn họ mặc dù ở ô thản thành là lão đại nhưng nếu thật sự so với vân lam tông thì không thể so sánh được là ta đường đột nhưng suy nghĩ của ta không thay đổi nếu muốn từ hôn nhất định phải được nạp lan lão gia tử đồng ý tiêu chiến cũng cảm thấy mình hiện tại làm ngọc thạch không thích hợp liền đổi cách nói khác cha con đồng ý từ hôn tiêu viêm đột nhiên đi đến, phía sau còn có tiêu gia đệ nhất thiên tài thiếu niên tiêu thiên vũ cùng tiêu gia đệ nhất thiên tài thiếu nữ tiêu huân nhi. Ngươi thật sự muốn từ hôn sao? Ngươi có biết làm như vậy hậu quả là cái gì không? Tiêu chiến cũng thật sự rất thương tiêu viêm, cũng không có trước tiên liền quát lớn hắn. Mà là hỏi hắn có suy nghĩ qua hậu quả hay không? Ta đã nghĩ rồi, nếu thật sự muốn nói ra, chính ta cũng không muốn kết hôn với một người không quen biết cuộc hôn nhân này hôm nay nhất định phải rút bất quá không phải nạp lan yên nhiên đến từ hôn mà là tiêu viêm ta hôm nay muốn đem nàng bỏ tiêu viêm trực tiếp vẽ mặt lửa giận nói ngươi ngươi dựa vào cái gì mà bỏ ta nạp lan yên nhiên lúc này không chịu nổi cắn răng thét chói tai nhảy ra mấy chữ là thiếu tông chủ của vân lam tông một thiên tài thế lực lớn từ nhỏ đã không có mấy người đối với nàng nói chuyện như vậy cho dù là ông nội của cô cô có chút sợ ông nội này nhưng nạp lan kiệt phần lớn thời gian cũng sẽ không nói gì với nàng ngươi một người đấu khí tam đoạn dựa vào cái gì nói ta như vậy tuy rằng người kinh thành đều nói ngươi trước đây là một thiên tài nhưng hiện tại vừa nhìn ta mới biết được ta trước đây ngu xuẩn cỡ nào loại người như ngươi không có khả năng đi quá xa nạp lan tiểu thư xin ngươi tự trọng tiêu chiến cũng không chịu nổi cha, loại người này không cần cùng nàng nhiều lời cái gì, tiêu viêm cầm lấy cha hắn đưa tới cái kia hôn ước, trước mặt mọi người đem nó xé bỏ. Tiếp theo ánh mắt hạ xuống, dùng sức cắn nát tay viết một ít chữ lên một tấm vải. Viết xong không chút khách khí nện tới bên cạnh nạp lan yên nhiên. Tất cả mọi người đều là cao thủ, tự nhiên có một phần lớn mọi người xem rõ ràng nội dung trên tấm vải này. Đại khái ý tứ là hôm nay, ta tiêu viêm liền bỏ nạp lan yên nhiên cái này bất hiếu chi thê mặt khác ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lớn thiếu niên nghèo người tốt nhất chờ mong ta tiêu viêm cả đời này đều là phế vật mọi người xem xong đều là yên lặng suy tư một phen cũng không có nói cái gì đại bộ phận thần sắc không đồng nhất tốt tốt đây mới là nhi tử tốt của ta hưu thư này chính là cách nhìn của tiêu gia chúng ta Tiêu Chiến ở bên cạnh nói. Nạp Lan yên nhiên tuổi trẻ khí thịnh nhìn thấy điều này trực tiếp bị tức đến da đầu đều nổ tung. Cắn răng nói. Các ngươi thật quá đáng. Các dịp chấp sự, chúng ta đi. Nàng cũng không hoàn toàn là kẻ ngốc, chuyện hôm nay không thể thiện. Chỉ có thể như vậy thôi. Thiếu niên sau lưng còn có chút căm giận bất bình. Tự cao tự đại nhìn mọi người tiêu gia một cái tiểu gia tử mà thôi, tiện khí ném xuống một câu liền trực tiếp đi. Chân vừa bước một bước. Sau lưng trực tiếp một cổ khí tức cường hãn bao phủ lấy hắn. Cả người hắn bị đè đến ngay cả xương cốt cũng đang rung động. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc mặt xanh mét nhìn về phía sau lưng. Một thiếu niên mắt kiếm tinh mâu. Không biết vị huynh đài này ta đắc tội ngươi như thế nào, xin hạ thủ lưu tình. Bạch y thiếu niên biết mình chọc phải cường giả cũng không dám cứng miệng. Hư. Tiêu Thiên Vũ dậm chân, khí thế như sóng lớn đánh bay thiếu niên áo trắng. Cứ đâm thẳng vào tường bên ngoài. Một ngụm máu chảy ra từ miệng. Thiếu niên áo trắng oán độc nhìn Tiêu Thiên Vũ. Không nói gì nữa, vội vàng theo tới phía sau các dịp bọn họ. Các dịp cũng vừa sợ vừa giận. Giận là giận Tiêu Thiên Vũ căn bản không để hắn vào mắt khí thế kinh là kinh này đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn đấu linh cao dai. Trước khi nói chuyện phải suy nghĩ trước, đừng đến lúc đó bị ai giết cũng không biết. Ta rất ủng hộ tiêu viêm biểu ca. Cách làm của nạp lan yên nhiên tiểu thư có lẽ là đúng, nhưng tiêu gia chúng ta, không thể nhục. Tiêu thiên vũ lạnh lùng nói. Trải qua một hiệp như vậy, đệ tử trẻ tuổi bên ngoài đại sảnh càng ngày càng sùng bái tiêu thiên vũ. Ngay cả huân nhi ánh mắt cũng càng thêm sáng ngời người không tôn trọng tiêu gia ta sợ cũng sẽ không tôn trọng hắn nếu các ngươi không phục có thể tới tìm ta đấu một mình đứng ở trên đại sảnh dùng khí thế muốn thử kiếm thiên hạ nói nạp lan yên nhiên lúc này càng tức giận vì sao mình biết muốn quyết định hôn nhân của mình lại khó như vậy nhưng trong ánh mắt lại có một chút dao động mừng rỡ cũng khó trách lấy tiêu thiên vũ nhan sắc giá trị trực tiếp là cùng các độc giả cùng một cấp bậc thuộc về loại kia trên trời dưới đất vĩnh hằng vô song loại kia nếu như nhan sắc có điểm như vậy tiêu thiên vũ đại khái cũng chỉ là một vạn phần hơn nữa thực lực vẫn mạnh như vậy từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân nhưng mỹ nhân sao lại không yêu anh hùng chứ không dám bỏ lại lời tàn nhẫn gì nữa chính là trực tiếp đi được rồi một hồi lâu người trong đại sảnh mới kịp phản ứng tốt tốt không hổ là tôn nhi của ta tiểu tử này không tồi đây là nhị trưởng lão tam trưởng lão nói tiêu chiến cũng là cảm tạ nói cảm tạ thiếu tộc trưởng vì khuyển tử sở tác sở vi vừa vặn ta cũng già rồi nghỉ hưu sau một thời gian vũ đệ lần này thật sự là đa tạ ngươi tiêu viêm cũng cảm khái nhìn về phía tiêu thiên vũ tuy rằng khi còn bé bọn họ chơi rất khá nhưng mặc dù thiên phú của chính hắn biến mất có bao nhiêu người đối với hắn làm như không thấy hắn vẫn hiểu được tiêu thiên vũ trước mắt vẫn không có đối với hắn có cái nhìn gì thay đổi Trước kia nói khi còn bé là hắn cùng Tiêu Thiên Vũ cầm đầu hiện tại biến thành hắn một cái trở thành trụ cột của gia tộc. Thật đúng là vất vả cho hắn. Lúc này lại là giúp mình một đại ân. Để cho hắn cũng hung hăng thở ra một hơi. Để Vũ đệ sớm trở thành tộc trưởng cũng tốt. Khách khí, tiêu viêm biểu ca, những thứ này đều là việc nên làm. Tiêu gia chúng ta hẳn là trên dưới một lòng. Tiêu gia không phải ai cũng có thể tùy ý vũ nhục. Tiêu Thiên Vũ khoát tay áo. Nhưng vị trí tộc trưởng vẫn nên để lại cho Tiêu Chiến Thúc, ta cảm giác mình có thể sẽ không ở Tiêu Gia quá lâu. Hơn nữa, lỗi của mấy người các dịp vừa rồi không nên trách Vân Lam Tông. Mấy ngày nữa bọn họ còn muốn tới thu đồ đệ, đừng náo loạn thật không thoải mái, coi như là vội vàng đánh một trận hòa. Hắn vẫn là rất muốn đi Vân Lam Tông nhìn một chút, cho dù là cuối cùng không gia nhập Vân Lam Tông cũng có thể những đấu kỹ này của hắn thật sự là quá gân gà. Cho nên lúc đối chiến có thể không cần hắn cũng không muốn dùng. Vốn đấu khí của mình đều vô cùng ngưng thực. Nhưng mà những đấu kỹ này dùng ra uy lực thậm chí không mạnh bằng một ít chiêu thức mình tiện tay đánh ra. Toàn thân hắn trên dưới cũng chỉ có cùng sư nộ cương của tiêu chiến miễn cưỡng có thể nhìn. Những thứ khác đều là hoàng giai tả hữu. Chương 5 Vân làm Tông, Vân Vận bạn đang nghe tại truyện chấm audio lúc trước huân nhi nói sau khi hắn đột phá đấu giả sẽ tặng cho hắn công pháp huyền giai cao cấp hắn còn chưa nghe được tên liền cự tuyệt ai khi đó tuổi trẻ khí thịnh a tục ngữ nói rất đúng có tiện nghi không chiếm vương bác đảng ở thế giới này ngươi cho rằng tôn nghiêm của ngươi có thể được tính cách của ngươi bảo vệ nhưng kỳ thật đều là cùng một loại đồ vật móc nối thực lực không có thực lực ngươi chính là dù thế nào không đi bị người khác vũ nhục cũng vẫn là bị vũ nhục. Không có một chút mềm mại. Nếu như là nam nhân có lẽ còn có thể có một chút mặt mũi chết đi, nếu là nữ nhân, vậy thật sự sẽ làm cho người ta cảm nhận được tuyệt vọng. Sự vô tội của phụ nữ trên thế giới này cũng thực sự quan trọng. Cộng thêm quan niệm cường giả vi tôn, nếu quả thật là nữ nhân. Bị giết cũng dễ nói. Nhưng có người thường thường sẽ dùng thủ pháp ác liệt hơn, tỉ như ở trước mặt người nhà xâm phạm nàng vân vân. Hắn cũng là hối hận, chính mình lúc ấy nếu không là đầu óc nóng lên cự tuyệt, chính mình bây giờ còn luyện cái gì rác rưởi diễm hòa quyết. Chỉ có hoàng giai cao cấp không nói. Hơn nữa tên cũng rất khó nghe a. À. Xui xẻo a, à, suy nghĩ một chút vẫn là về trước đi. Qua bốn năm ngày, tiêu gia một đám trưởng lão sáng sớm liền là dậy, hơn nữa đều tề tụ cùng một chỗ đều ở trong đại sảnh sẵn sàng đón địch trong lúc đó cũng kéo tiêu thiên vũ qua hãy để anh ấy ở lại vị trí của mình không thể đùa giỡn hay gì cả ngáp ngáp đứng ở chỗ này đợi thật lâu cũng không thấy có người đến a à, đang muốn cùng trưởng lão nói mình trở về thời điểm đột nhiên đại môn bên ngoài đi tới một cái cực độ nữ nhân xinh đẹp phía sau đi theo một lão đầu phía sau cùng còn có không ít chấp sự trưởng lão nữ nhân dẫn đầu một thân cẩm bào màu vàng khảm tím bó sát người ba ngàn thanh ti bị kéo thành trạng thái phượng hoàng ngân dài mơ hồ lộ ra một phần cao quý khó có thể che giấu dung nhang điềm tĩnh xinh đẹp giống như một vòng thanh tuyền trong u sơn làm cho người ta bởi vì thân phận cao quý mà lòng mang kính sợ rồi lại nhìn không được sinh ra một phần y niệm nữ tử này có thể nói là phong hoa tuyệt đại các vị trưởng lão của tiêu gia đều chắp tay vẻ mặt tươi cười chào đón các vị vân lam tông Tiêu Chiến cũng vội vàng nói, Tiêu Gia Hoàng nghênh chư vị tông chủ Vân Lam Tông, trưởng lão, Tiêu Thiên Vũ cũng hành lễ. Một thân bạch y thắng tuyết. Không kiêu ngạo không xỉm nịnh hướng Vân Lam Tông các vị trưởng lão tông chủ chấp tay vấn an, Tiêu Gia Tiểu Bối, Tiêu Thiên Vũ, ở đây hướng các vị tiền bối vấn an. Nữ tử xinh đẹp dẫn đầu khẽ cười, nụ cười này phản phất ấm áp bốn mùa, khiến ánh mắt Tiêu Thiên Vũ thất thần một hồi cho đến khi đau đớn đột ngột ở thắt lưng mới khiến anh kịp phản ứng. Tiêu Huân Nhi ở một bên hừ một tiếng, thu tay lại. Không khỏi làm cho Tiêu Thiên Vũ có chút buồn cười, cô gái này bất quá là thất thần một hồi, liền loại phản ứng này. Chính mình dù cầm thú thế nào cũng sẽ không gặp mặt một lần liền trực tiếp yêu một người a. À. Lão giả phía sau nữ tử dẫn đầu không đợi nữ tử mở miệng đã nói được. Được. Không quan tâm hơn thua, Lâm Nguy không loạn, không kiêu ngạo không xỉn nịnh. Người này vừa nhìn chính là người có thể thành đại khí, nói chuyện chính là Vân Sơn, nghĩ ánh mắt cao hứng như Vân Sơn hẳn là đã nhìn ra tiêu thiên vũ tu vi. Người phía sau nghe Vân Sơn nói như vậy cũng là vẻ mặt thưởng thức nhìn tiêu thiên vũ. Thiên vũ thiếu gia đúng là dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, là rồng trong nhân loại. Tuổi còn trẻ tu vi đã cao như thế. Thiên phú tu luyện tuyệt thế, có thể thấy được rõ ràng. Tên người, bóng cây tiền đồ của thiên vũ thiếu gia vô lượng a à. Ông ao một phen nữ tử dẫn đầu mới nói ta thấy thiên vũ tiểu hữu thiên tư vô song về sau nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ngày khác sẽ trở thành cường giả chân chính nhất phương không biết có hứng thú làm đệ tử thân truyền của ta hay không nói xong liền dùng ánh mắt ôn nhu nhìn tiêu thiên vũ làm đồ đệ của nàng hẳn là có thể đi vân làm tông học tập các loại công pháp cao cấp của bọn họ nhưng sau khi làm sẽ có một hạn chế phi thường lớn chính là khả năng sau này cũng không thể gia nhập tông phái khác sau này vân lam tông gặp nạn còn phải trở về hỗ trợ gì đó cân nhắc một chút tình huống hiện tại một thân trách nát của mình tiêu thiên vũ vẫn quyết định gia nhập vân lam tông ta cùng ha 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 đang lúc tiêu thiên vũ nói muốn gia nhập bầu trời truyền đến một trận cười lớn tiểu hữu như thế thiên phú trước không nên gấp gáp đi gia nhập vân lam tông không trước nhìn xem chúng ta gia mã hoàn thất. Vân Lam Tông có chúng ta cũng sẽ không ít, hơn nữa chỉ cần tiểu hữu đáng giá chúng ta tín nhiệm, chúng ta thậm chí có thể đem tiểu công chúa hứa phối cho chúng ta tiểu hữu. Lão giả mặt trường bào màu vàng cũng là đi vào tiêu gia đại môn. Gia hình thiên, lần này là chúng ta tới trước coi như là gia nhập cũng là muốn gia nhập chúng ta Vân Lam Tông, hơn nữa các ngươi hoàn thất như thế nào gia nhập A. À? Cũng không phải một Tông Phái các ngươi còn muốn dùng hôn nhân đến kiềm chế chi thiên vũ tiểu hữu sao cái này lại có cái gì không thể cái kia chỉ cần tiểu hữu nguyện ý chúng ta hoàn thất cũng là có thể vì tiểu hữu phá lệ gia hình thiên cũng là thật sự chịu không nổi mới nói như vậy vân lam tông đã đủ cường đại rồi tông chủ đương nhiệm vân vận không nói lão già vân sơn này còn không biết có chết hay không tỷ lệ đại khái là không chết một cái còn sống vân sơn cộng thêm vân vận gia mã đế quốc đã không có ai có thể dễ dàng áp chế bọn họ. Nếu lại để cho bọn họ đạt được thiên tài như thế, kia hoàng thất thật đúng là muốn cân nhắc đổi tên đổi họ. Tại hắn nói chuyện chỉ chốc lát, trên bầu trời liền lại có không ít cường giả đi tới nơi này. Thậm chí là cường giả có cánh đấu khí cũng có ba bốn người. Điều này làm cho tiêu gia những người này khiếp sợ đến không chịu nổi. Phải biết rằng người mạnh nhất nhà bọn họ chỉ là đại đấu sư mà thôi. Mộc Gia, tới bái phỏng. Mễ Đặc Nhĩ Gia Tộc, tới bái phỏng. Nghiêm Sư, tới bái phỏng. Phong Lê, đến đây bái phỏng. Tóm lại không ai đến đây không phải là cường giả tiếng tâm lừng lẫy. Người tiêu gia không thể nghi ngờ là rất khiếp sợ. Thấy nhiều đại lão như vậy đều chạy tới nơi này. Trong lúc nhất thời bọn họ chỉ có thể lấy lòng đủ loại. Các loại nên đón hiện tại trên sân không thể nghi ngờ là đạt tới một bầu không khí tương đối ngưng trọng tiêu thiên vũ cũng hiểu được quyết định của mình có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều người rõ ràng nhất chính là tiêu gia của bọn họ nếu như không thể thành lập quan hệ hữu hảo tuy rằng những thế lực này sẽ không mất mặt đến bới móc chứ ít nhất cũng có thể cho tiêu gia bọn họ một chút thủ đoạn đây là điều mà tiêu thiên vũ không thể chịu đựng được hắn cần bảo đảm sự hưng thịnh của gia tộc mình đó là những lời cuối cùng mà cha anh nói trước khi qua đời. Trí nhớ của hắn khi còn nhỏ cũng không nhiều lắm. Nhưng hắn hiện tại vẫn nhớ rõ phụ thân hắn là ở cùng tiêu gia là địch trong chiến đấu ngã xuống, hơn nữa hắn ngã xuống trước, tiêu thiên vũ chính mình mới năm gần năm tuổi. Nhìn phụ thân mặt đầy máu tươi ngã xuống trước mặt mình. Có trời mới biết lúc đó hắn bi thương cùng bất lực cỡ nào. Hắn chỉ biết phụ thân hắn là quan vinh chết trận, là vì yểm hộ tiêu gia mọi người mà chết. Cuối cùng về đến nhà, gia tộc lập cho phụ thân hắn một tấm bia công tích. Hắn nhớ rõ ông nội hắn từng nói nghe cha hắn lúc đầu thiên phú là phi thường thấp, nhưng hắn không hy vọng con trai mình thiên phú giống như mình. Vì thế quyết định lấy một lão bà thế lực lớn. Chương 6 Bái sư Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngay từ đầu vô luận là ai cũng không đồng ý với cách làm này của cha hắn nhưng sau đó hắn mạnh mẽ đã động một gã thiên kiêu trẻ tuổi của thế lực lớn. Phụ thân lấy cảnh giới đại đấu sư của hắn kết hợp với nữ tử kia. Tuy rằng cao tầng của thế lực lớn kia sau đó biết chuyện này, nhưng lại không trách tội phụ thân hắn. Ngược lại là cho hắn rất nhiều tài nguyên để hắn tu luyện hơn nữa cùng hắn ước định, chỉ cần phụ thân hắn có thể đạt tới đấu tông cấp bậc liền cùng cho phép bọn họ ở chung một chỗ phụ thân cũng là một thiết huyết hán tử không có thiên phú liền dùng cơ duyên lĩnh ngộ không được đấu kỹ liền đi cùng tiêu gia địch nhân sinh tử quyết đấu cuối cùng phụ thân của hắn cũng là cứng rắn đến một cái cảnh giới rất cao nhưng là ở phía sau cùng một đám người áo đen đánh thời điểm lại bị thoải mái áp chế thế cho nên người đầy máu tươi cũng chỉ có thể thấy mình một lần cuối cùng điều này làm cho hắn cảm giác rất là không cam lòng hắn có một loại dự cảm rất mạnh có lẽ cha hắn cũng chưa chết chỉ là người đầy máu tươi biến mất. Đúng rồi. Biến mất. Chỉ cần biến mất. Nghĩ tới đây Tiêu Thiên Vũ càng thêm kiên định quyết tâm trở nên mạnh mẽ của mình. Nghĩ tới đây hắn nghĩ hắn đã hiểu mình muốn gia nhập tông phái nào. Hắn nhìn về phía nữ tử Phong Hoa Tuyệt Đại kia nói, "Ta muốn gia nhập Vân Lam Tông." Vừa dứt lời đã truyền đến sóng lớn kinh thiên. Bốn phía tĩnh lặng không tiếng động ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể được nghe thấy. Hoàng thất người nọ càng nhiều là không có ngăn cản Vân Lam Tông tiếc núi. Mà những người khác lại là một bộ cảm giác trong dự liệu. Trước khi đến bọn họ cũng đã nghĩ qua, loại thiên tài như tiêu thiên vũ không thể gia nhập gia tộc bọn họ. Bọn họ đến đây kỳ thật cũng chỉ là đến đòi một cái hảo mà thôi. Chờ mong tương lai có thể trở thành đấu tông cường giả sau này đối với gia tộc của mình tốt một chút là được mà nạp lan túc cùng đến còn có một tia cảm giác may mắn mình cùng tiêu gia có hôn ước đợi đến ngày sau tiêu thiên vũ trở thành cường giả tuyệt thế hắn thậm chí có thể chăm sóc gia tộc của mình một chút nghĩ như vậy có phải còn có một chút cao hứng hay không coi như là trói lên tương lai cường giả một cái đùi tuy rằng hiện tại để hắn lên hắn cũng không nắm chắc có thể đánh bại tiêu thiên vũ nhưng tốt xấu gì cũng là quan hệ thông gia nghĩ tới đây hắn trực tiếp vỗ đùi con mẹ nó hôm nay ngay tại chỗ này uống một hai chén lại đi ống kính đi tới bên tiêu thiên vũ vân vận cũng có một chút ngoài ý muốn nàng còn tưởng rằng cuối cùng tiêu thiên vũ sẽ lựa chọn thế lực khác bất quá không sao hôm nay liền thu được một cái tuyệt thế thiên tài nàng vân lam tông thật sự là có đại hưng chi thế a à? vậy chúng ta hôm nay liền đem cái này bái sư nghi thức cho hắn hoàn thành đi vừa vặn có rất nhiều anh hùng hảo hán chứng kiến như vậy cũng tốt dưới sự chứng kiến của chư vị cường giả, Vân Lam Tông chúng ta coi như là sư nổi danh. Vân Lăng coi như là khẩn cấp. Dù sao loại thiên tài này sau này nếu tiến vào Vân Lam Tông nhất định có thể phù hộ Vân Lam Tông hưng thịnh. Cảm giác đồ để tông chủ chuẩn bị thu thậm chí có thể làm cho hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ. Nửa ngày sau lễ bái sư rường rà đã kết thúc. Tiêu Thiên Vũ cũng chuẩn bị đi theo vân vận vào trong vân Lam Tông, chẳng qua là còn có một ít chuyện phải bàn giao đặc biệt là bình dấm nhỏ huân nhi này hắn phải cố gắng rất nhiều mới an ủi được nàng hơn nữa cam đoan với nàng mỗi tháng nhất định trở về thăm nàng một lần nàng mới xem như miễn cưỡng đồng ý cứ như vậy cũng vẫn tức giận bất bình trước khi an ủi tiêu thiên vũ vẫn dáng vẻ đường đường sau khi an ủi quần áo hỗn độn thậm chí trên cổ còn có một dấu răng nhợt nhạt chỉ có thể nói cô gái nhỏ này răng không có trắng dài nhìn rất trắng nhưng lúc bị cắn cũng rất đau. Sau khi sửa sang lại một chút, Tiêu Thiên Vũ liền đi tạm biệt gia gia của mình. Nhị trưởng lão cũng không nỡ để cháu mình đi, hắn biết chân long Tiêu Thiên Vũ cuối cùng cũng phải lộ ra móng vuốt sắc bén của mình, Long Vũ Thiển Uyên, Phượng Tường Cửu Thiên, đại bằng một ngày đồng phong khởi, phù diêu thẳng lên chín vạn dặm. Vị lão gia tử này cũng không có nói cái gì chỉ là tỏ vẻ, tiếp theo gặp mặt hy vọng nhìn thấy một cái chân chính cường giả. Phong không nói gì, thiếu niên đã sớm bước lên lộ trình. Mây mù lượn lờ, núi cao hơn trời, đi xuống nhiều hơn cơ hồ sẽ rơi vào vực sâu vô tận. Đây xem như thánh địa tu hành tự nhiên. Hiện tại Tiêu Thiên Vũ đã ở chỗ này tu luyện hai ngày. Mà vân vận cũng không bạc đại hắn. Trực tiếp để cho hắn đi tới hậu sơn này tu luyện. Nghe nói sau núi còn có khả năng gặp được lão tông chủ bọn họ một mực bế quan lão tông chủ thực lực mạnh mẽ rất nhiều năm trước đã đứng đầu thập đại cường giả gia mã đế quốc đến bây giờ hẳn là đã tiến thêm một bước trở thành đấu tông cũng không phải là không có khả năng hắn ngày hôm qua còn tìm vân vận muốn một quyển công pháp lại nói tiếp công pháp liền có một chuyện kỳ quái cũng không biết là thể chất hắn đặc thù hay là một ít nguyên nhân khác hắn cơ hồ là có thể tu luyện bất kỳ thuộc tính công pháp lúc trước chính hắn vừa mới trở thành đấu giả hắn còn tưởng rằng mình là một người tu luyện hỏa thuộc tính, nhưng sau đó hắn nhìn thoáng qua huân nhi sử dụng yến phản, liền trực tiếp luyện tới cảnh giới hoàng mỹ. sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, mình lung tung khai phá một đấu kỹ mới. lúc ấy sắc trời đại biến, bão tố tụ lại, mưa to hạ xuống. trong mưa gió còn có tiếng sấm cuồng cuồng. bốn phía tối đen vô cùng, đột nhiên một đạo ngân long cắt ngang chân trời, sông thẳng núi lớn bên kia. Tức khắc, sơn băng địa liệt nương theo tiếng nổ âm âm. Hồi lâu mới trở về bình tĩnh. Lúc đó hắn cũng đã biết tên đấu kỹ của mình là lôi cương bạo thiểm, là một loại công pháp cường đại tu luyện đến đại thành có thể mượn đại thế thiên địa. Hắn trước mắt còn không biết cái này công pháp là thuộc về đẳng cấp gì. Nhưng hắn đoán có lẽ đã đạt tới địa giai cao cấp. Hơn nửa loại công pháp này là thuộc tính phong lôi thuần khiết. Chia làm hai giai đoạn, giai đoạn thứ nhất, gió nổi lên. Giai đoạn thứ hai. Trây. Bởi vì là hắn chính mình nghiên cứu công pháp, cho nên hắn tại thành công sử dụng trước tiên cũng đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Lôi vô cảnh. Tốc độ cực nhanh vượt xa yến phản, đương nhiên, bởi vì yến phản là một đấu kỹ có thể công kích, cho nên đấu kỹ diễn sinh này của hắn cũng có thể công kích. Trên đường di động với tốc độ cao, mình sẽ hóa thành lôi điện, có thể trực tiếp rửa tội cho lôi điện hắn từ lúc đó cũng đã biết mình có thể là nhiều thuộc tính sau đó không lâu liền tu luyện cần những thuộc tính khác ví dụ như thanh mộc cuốn quanh đại nham thuẫn cho nên khi vân vận hỏi hắn muốn công pháp thuộc tính gì hắn trực tiếp nói phong thuộc tính bởi vì mọi người đều biết trong vân lam tông chỉ có một quyển phong thuộc tính công pháp là địa giai có tiện nghi không chiếm vương bát đảng. hơn nữa mình cũng là đệ tử vân vận cũng có tư cách học tập vân lam tông thuộc tính công pháp cao nhất Chương 7 Nạp Lan Yên Nhiên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Khi hắn đem công pháp chuyển tu hoàn tất về sau, hắn thậm chí cảm giác mình đã bay, không phải là dùng bay lên mới có thể hình dung đi, hắn cảm giác thực lực của mình tăng trưởng đâu chỉ gấp 10 lần, bởi vì công pháp tính đặc thù, hắn sau đó ở trong quá trình chiến đấu còn có thể mượn loại công pháp này đến hồi phục đấu khí của mình. Loại công pháp này hồi phục đấu khí tốc độ quả thực chính là trước đó mấy chục lần, trước đó diễm hỏa quyết vốn chính là cấp thấp, hơn nữa hắn rất để ý trụ cột. Đấu khí cô động trình độ ít nhất là người khác 50 lần trở lên. Cho nên hắn dùng trước đó công pháp cơ hồ là không thể cho mình hồi phục đấu khí. Hiện tại đổi loại công pháp này tuy rằng tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng là tối thiểu có thể trong thời gian ngắn hồi phục một nửa đấu khí. Điều này trong chiến đấu quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Hắn mấy ngày nay bởi vì chuyển tu công pháp thực lực tăng lên hai sao. Hiện tại hắn đã là Thất Tinh Đại Đấu Sư. Cảm giác được trong cơ thể mình có chút hùng hồn đấu khí, hắn có lòng tin, cho dù là đối với quyết đấu vương, hắn cũng là có nắm chắc chính diện hành hạ đến chết. Nghĩ tới đây hắn liền có chút hối hận, cư nhiên có chút kiêu ngạo tự mãn. Không. Không đủ. Như vậy còn xa mới đủ. Dứt lời, hắn liền tiếp tục xếp bằng đứng lên tu luyện hắn hấp thu đấu khí tốc độ vô cùng nhanh cho nên chung quanh thậm chí sinh ra một cái mười thước tả hữu vòng xoáy theo lý mà nói hấp thu đấu khí cùng bạo như vậy đấu khí trong cơ thể nhất định là lộn xộn nhưng bên trong vòng xoáy còn có một tầng hắc động càng thêm sâu thẳm giống như có thể loại bỏ tất cả đấu khí hỗn độn chỉ lưu lại đấu khí tinh thuần vô cùng tu vi của hắn cũng là không ngừng tăng mạnh nửa ngày sau, Tiêu Thiên Vũ đã ngồi dậy. Không phải bởi vì hắn đã tấn thăng, mà là bởi vì hắn có nắm chắc trực tiếp phá tan bình chướng tám sao của đại đấu sư, nhưng cứ như vậy trụ cột trước đó của hắn sẽ toàn bộ sụp đổ, đây là điều hắn không hy vọng nhìn thấy. Cho nên hắn mới dừng lại, chuẩn bị đi diễn luyện trạng, đến dùng đỏ sức tôi luyện đấu khí của mình. Khiến nó không còn phù phiếm nữa. Đi được một nửa, liền gặp một thiếu nữ trường bào màu trắng, thân thể mềm mại lung linh lồi lõm có trí phía dưới eo liễu dịu dàng nắm chặt là một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp nhìn thấy tiêu thiên vũ đến đây nạp lan yên nhiên cũng là thần sắc phức tạp trước đó không lâu mình còn đi tiêu gia từ hôn sau đó liền gặp chuyện vân vận thu tiêu thiên vũ làm đồ đệ mình mặc dù là sư tỷ của hắn nhưng những chuyện mình làm lúc trước hắn hẳn là rất không thích đi sau một nụ cười cay đắng hắn vẫn chuẩn bị chào hỏi tiêu thiên vũ thiên vũ sư đệ ngươi muốn đi đâu vậy sư tỷ hảo ta đây là tu luyện gặp bình cảnh muốn đi diễn võ trường đến tìm kiếm linh cơ tiêu thiên vũ ngược lại là hoàn toàn không có so đo cái này dù sao lúc ấy chính hắn cũng không cảm thấy nạp lan yên nhiên làm có cái gì không đúng chỉ là hắn là người của tiêu gia đại bộ phận người tiêu gia đối với hắn cơ hồ đều là rất tốt rất tôn kính cho nên hắn mới có thể giáo huấn thiếu niên kia sau khi nghĩ xong liền hướng về phía nạp lan yên nhiên cười nói Yên nhiên sư tỷ có muốn đi cùng hay không, vừa lúc sư đệ ta vừa mới tới nơi này, đối với nơi này vẫn là không quá quen thuộc. Tiêu thiên vũ thẳng tắp đứng ở nơi đó, giống như một thanh thần kiếm tuyệt thế, không giận tự uy, nhưng sau khi hắn cười lại giống như ánh mặt trời xua tan bóng tối vô hạn, hào quang chói mắt mà ấm áp, nạp lan yên nhiên nhìn thấy một màn như vậy trực tiếp dài ra, trong đầu nhỏ vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh vừa rồi. Nghĩ nghĩ liền đỏ mặt vừa hoàn hồn đã thấy trước mắt mình có một bàn tay thon dài trắng nõn quơ quơ trước mắt mình. thì ra là tiêu thiên vũ thấy nạp lang yên nhiên bất động liền muốn đến gần hỏi một chút. vừa đến gần thấy nàng đang ngẩn người mới làm ra động tác vừa rồi. nhưng có thể a à, nạp lang yên nhiên vội vàng trả lời hắn có thể không lạnh nhạt với mình đã là rất may mắn. còn tới mời mình cùng đi diễn võ trường mình tự nhiên là không thể cự tuyệt hắn. đem hình ảnh trong đầu lắc ra ngoài trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh xảo còn có dư lại đỏ ửng nhìn qua cực kỳ đáng yêu sư đệ ta tới dẫn đường cho ngươi nói xong liền tự mình đi tới phía trước nhất trên đường thuận tiện cùng tiêu thiên vũ giải thích một chút cách làm của mình ở tiêu gia khi đó tiêu thiên vũ tự nhiên là không có ý trách tội nàng cho nên tại chỗ liền tha thứ cho hắn trên diễn võ trường vân lam tông từng đệ tử khiêu chiến bản thân và không ngừng nâng cao bản thân xem ta Bạch Vân trưởng một đạo không nhanh không chậm công kích đánh về phía hắn người đối diện, nhưng là hắn đối diện hắc y tiểu tử cũng là một cái luyện gia tử xuất thân. Trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất sói tru quyết thế thứ nhất cậu nằm úp sắp thế vừa vặn kịp thời tránh đi, sau đó nhìn vừa mới phát động công kích người kia, trực tiếp không chút lưu tình sử dụng ra một cái tư thế kỳ quái đấu kỹ, nằm ngón tay hơi công công, hình thành một loại móng vuốt hình dạng. Hai tay một móng vuốt một quyền đầu tiên là nhanh chóng vọt tới người công kích trước mặt, đối với lòng ngực của hắn trực tiếp trảo một móng vuốt. Đối diện cũng coi như là phản ứng nhanh chóng. giơ cánh tay lên chặn lại. Nhưng ngay sau đó trên bụng hắn liền hạ xuống một quyền ấn, bị lực lượng quyền ấn mang đến đánh lui mấy bước, lúc sắp rơi xuống lôi đài, hai chân hắn dùng sức giảm đất, chân sau cường đại vẫn để lại cho hắn hai vết sức nhợt nhạt trên mặt đất. Đương nhiên, cũng có thể là giày của chính hắn bị cắt để lại đáng giận. Lục sư đệ, đây chính là người ép ta. Bạch y thanh niên hai tay kết ấn, chỉ chốc lát trong hai tay đều bị màu trắng quang hoàng bao bọc. Làm xong những bạch y thanh niên này là một cái phi thân nhảy vào hướng hắc y tiểu tử đánh ra một quyền. Nhìn là khí thế hung hăng, tiểu tử áo đen cũng không cứng trắng đụng vào, lại là kiểu chó nằm úp sắp trực tiếp sử dụng lan tru quyết, nằm úp sắp một cái. Nguy hiểm tránh đi, không đợi hắn phát chiêu, lại là một quyền từ phía trên hướng phía dưới đấm tới giờ khắc này hắn đã không có cách nào tránh né nhưng thức nằm sấp của chó há lại là chiêu thức bất tiện như thế nhanh như sói linh hoạt như chó đây chính là áo nghĩa sơ bộ của lan hao quyết trực tiếp lăn lộn trên mặt đất dễ dàng tránh được thanh niên áo trắng nền xuống phía dưới bạch y thanh niên thấy ngay cả một chiêu này cũng thất bại vội vàng dùng chân muốn đem hắn cho đá bay tiểu tử áo đen lúc này đã dùng tư thế kỳ quái trực tiếp vòng ra sau. Hơn nữa dùng một loại tốc độ nhanh hơn trực tiếp nằm úp sấp trên người thanh niên áo trắng. Lan Tru Quyết lần nữa phát động, hai cái chân hung hăng ông lấy bạch y thanh niên để phòng ngừa chính mình ngã xuống. Trên tay cũng hoàn toàn không có nhàn rỗi. Một trảo một trảo trực tiếp đem bạch y thanh niên trảo đạo vết máu, cuối cùng đánh không kém nhiều lắm, từ trên người hắn nhảy xuống thời điểm một quyền chính giữa bạch y thanh niên lưng. Một quyền này rõ ràng là đánh thật, thanh niên áo trắng trong nháy mắt bay ra ngoài lôi đài. Cao cao rơi xuống đất, trọng thương hôn mê. Lục Tiểu Cát, con người ngươi sao lại độc ác như vậy? Bạch sư huynh rõ ràng đã không còn sức tái chiến, tại sao ngươi còn muốn đánh hắn trọng thương? Dưới đài có không ít người trách tội Lục Tiểu Cát. Chương 8. Thần uy. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nói là trách tội nhưng gần đây muốn tiến hành nội môn đệ tử thi đấu lục tiểu các thực lực rất mạnh rất nhiều người chiến thắng không được lúc trước nhìn bạch triển cái gọi là sư huynh này còn hy vọng có thể cùng hắn tiêu hao một phen tốt nhất là hai người song song trọng thương như vậy thời điểm bọn họ thi đấu nội môn mới có cơ hội lấy được thứ hạng cao nhất nhưng ai biết bạch triển này cũng là vừa xem không vừa dùng đi lên cũng là bị đánh ngay cả mẹ nó cũng không nhận ra hoàn toàn là trông cậy không được cho nên mọi người mới dự định khiển trách lục tiểu cát một chút hy vọng tông môn có thể hủy bỏ tư cách thi đấu của hắn tiêu thiên vũ và nạp lan yên nhiên mới vừa đi tới đây đã nghe thấy nhiều người cãi nhau như vậy vì thế liền hỏi bọn họ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mọi người đối với nạp lan yên nhiên vẫn là phi thường tôn trọng nói ra ngọn nguồn sự tình lúc nghe bạch triển bị đánh trọng thương nạp lan yên nhiên cũng nhíu mày tuy rằng hắn cảm giác lục tiểu cát cũng không có gì sai nhưng bạch triển tốt xấu gì cũng là sư môn sư huynh đệ của mình. Chính mình cần phải dạy dỗ hắn một chút. Dân gian có câu. Dân dĩ thực vi thiên. Mọi người cũng chỉ hướng lục tiểu cát. Điều này làm cho lục tiểu cát đưa lưng về phía mọi người trang bức rất muốn mắng mẹ. Hắn chẳng qua là tự mình phòng vệ quá độ, hiện tại sư tỷ đến hắn thế nào cũng phải bị giáo huấn một trận. Hắn suy nghĩ một chút liền lấy lòng nhìn về phía sư tỷ của mình. Sư tỷ, ta ở đây. Không biết ngươi tìm sư đệ là có chuyện gì a? À? Nạp Lan yên nhiên cũng có chút bất đắc dĩ, đầu sắc như vậy. Nàng đầu tiên là hỏi đến, ngươi cùng Bạch Triển quyết đấu sau đó ngươi đem Bạch Triển đánh bị thương nặng sao? Lục Tiểu Cát cũng hoàn toàn không mang theo hư ảo. Phải, nhưng lúc đó tôi đang phòng thủ, nếu không. Hiện tại nằm trên mặt đất chính là ta, Lục Tiểu Cát mỉm cười nói, còn gãi đầu một cái ý của ngươi chỉ là phòng vệ quá mức thôi. Nạp Lan yên nhiên lại hỏi. Không sai không sai, ta cũng chỉ là phòng ngự quá độ mà thôi, ta đối với Bạch Sư Huynh từ trước đến nay rất tôn kính, như vậy có thể sẽ cố ý đem hắn đánh thành trọng thương đâu, Lục Tiểu Cát cũng là rất chân thành nói. Nói như vậy, sư tỷ kia cũng muốn cùng ngươi luận bàn một chút, có thể không? Nói xong trên người lộ ra khí thế đấu giả tam tinh phong thuộc tính đấu khí ở trên người nàng cực nhanh tụ lại. Luận bàn A, cái này đương nhiên chính là. Không thể, tuy rằng chính mình đánh nạp lan yên nhiên cũng là hoàn toàn có thể hành hung, nhưng là vân lam tông người đều biết nạp lan yên nhiên là thiếu tông chủ hay là vân vận đồ đệ, chính mình nếu không cẩn thận đem nàng đã thương, ai biết vân vận có thể hay không tìm hắn sự tình, còn có vân lam tông các cao tầng. Lui một bước mà nói coi như là chuyện không tìm hắn, chỉ cần sau này ở một ít địa phương khác khiến hắn trông mong vậy hắn vẫn là chịu không nổi như vậy đi sư tỷ nếu ta không thể cùng sư tỷ tỷ thí nhưng là nói không chừng phía sau vị sư huynh kia muốn cùng ta tỷ thí một chút ta vừa rồi thấy hắn tiến vào chính là một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ tiểu tử lớn như vậy đẹp trai ngươi cần phải bảo vệ tốt mặt của ngươi a à. ánh mắt vừa rồi mình thật vất vả hấp dẫn đều bị hai người bọn họ cướp đi đối với nạp lan yên nhiên hắn tự nhiên là không dám nói gì thế nhưng đối với tiểu bạch kiểm này, hắn chính là một vạn không phục. Một người chưa từng gặp qua dám ra vẻ với hắn. Xem có đánh ngươi thảm hay không. Cái này. Như vậy không ta tiếp nhận khiêu chiến của vị sư huynh này, để ta thay thế nạp lan sư tỷ khiêu chiến lục sư huynh, đang lúc nạp lan yên nhiên vừa mới chuẩn bị nói ra thân phận của tiêu thiên vũ, tiêu thiên vũ trực tiếp tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Còn nhìn về phía cô một chút sư đệ này cũng là một người không an phận so với lục tiểu các nàng cảm thấy vẫn là sư đệ tốt hơn rất nhiều vì thế cô cũng không nói gì nữa người chung quanh nhìn về phía tiêu thiên vũ cũng là thần sắc hoảng hốt một chút những nữ đệ tử kia càng là trong ánh mắt tâm nhỏ đều muốn nhìn ra thật đẹp trai a à, đây là lúc nào gia nhập chúng ta vân lam tông ta ngày hôm qua mơ một giấc mộng hôm nay sẽ gặp được ta tương lai lão công chẳng lẽ đây là thiên ý ngươi cái này lẳng lơ hồ ly muốn hay không một chút mặt mũi, như thế nào trắng trận câu dẫn tiểu sư đệ. Hắn mới vào vân lam tông chúng ta, ta là sư tỷ phải bảo vệ hắn thật tốt. Từng đợt tiếng thảo luận đánh úp lại, trực tiếp dọa cho tiêu thiên vũ nhanh chóng nhảy lên lôi đài. khụ khụ sư huynh bắt đầu đi sợ nếu không bắt đầu mình sẽ bị những nữ đệ tử kia bao vây. Nạp Lan yên nhiên cũng sâu kín nhìn Tiêu Thiên Vũ một cái, lúc này mới tới Vân Lam Tông muốn treo hoa gẹo nguyệt về sau vậy còn cao minh hư thật là một sư đệ hư hỏng sau này phải hảo hảo quản giáo hắn một phen hiển nhiên nạp lan yên nhiên đã tự mình thay vào hình tượng sư tỷ đáng giận tiểu tử lần này ta trực tiếp muốn đem ngươi đánh tới trên giường đều cho nằm ra kén đến dùng sức nắm một chút nắm đấm của mình sư huynh có thể bắt đầu chưa nhìn sư huynh trên đài ánh mắt âm trầm này hắn cũng hiểu được hàng này cũng là một tiểu nhân mà thôi. Được rồi, được rồi, có thể bắt đầu rồi. Sư huynh vừa rồi chẳng qua là đang suy nghĩ một ít chuyện mà thôi, hiền lành cười nói với tiêu thiên vũ. Tiểu sư đệ, nếu thật sự không được thì nhận thua đi, sư huynh ác độc như hắn đã tu luyện hơn một năm rồi, tiểu sư đệ, chúng ta trước nhẫn nhịn một chút, không chấp nhặt với hắn, những nữ đệ tử vân làm tông dưới đài thật sự lo lắng cho tiêu thiên vũ thật vất vả gặp được một sư đệ xinh đẹp như vậy cũng không thể để cho tên cẩu vật này đánh nghe được sự quan tâm của đại đa số người dưới đài tiêu thiên vũ cũng bất đắc dĩ nở nụ cười hắn thoạt nhìn yếu đuối như vậy sao bất quá cảm giác bị lo lắng rất tốt cũng không thể để cho các sư tỷ thất vọng nhưng là lại không thể bày ra quá mạnh mẽ thực lực chính mình nếu là thoáng cái đem đại đấu sư thực lực cho triển lãm ra như vậy cái này hàng trăm phần trăm sẽ nhận thua suy nghĩ một hồi hắn vẫn quyết định chỉ triển lãm thực lực đấu sư ngũ tinh dù sao thực lực của sư huynh này cũng là đấu sư ngũ tinh nghĩ xong hắn cũng không do dự nữa trực tiếp tuôn ra khí thế đấu sư ngũ tinh của mình khí thế cường hãn trực tiếp thổi bay lục tiểu cát lui về phía sau một bước nhỏ sư đệ a à, sư đệ sư huynh đến nói cho ngươi biết đi loại này phô trương thanh thế chiêu thức ở chân chính cường giả trước mặt ngươi hay là ít sử dụng cho thỏa đáng, lục tiểu cát cũng là một thiên tài, ngay cả một khắc cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là cho rằng vị tiểu sư đệ này của mình đang dùng chiêu thức phô trương thanh thế mà thôi. Lần nữa hóa thân thành chó, quỳ rạp trên mặt đất một khắc kia, tốc độ của hắn trực tiếp tăng vào cơ hồ gấp đôi tả hữu. Tiêu thiên vũ chính là lặng lặng nhìn hắn không ngừng tiếp cận. Chiêu này quả nhiên có chút cổ quái nếu như hắn không có đoán sai, một chiêu này phía sau hẳn là còn có mấy thức đi. Mới vừa chạy đến trước mặt tiêu thiên vũ, hắn cư nhiên không có dụng ra công phu quyền trảo kỳ quái của mình, mà là trực tiếp ánh mắt đỏ lên, trong miệng đột nhiên có răng nanh sinh ra, trực tiếp muốn một hơi cắn qua. Chương 9 Khiếp sợ đám người Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nhưng tiêu thiên vũ sao có thể như hắn mong muốn, trực tiếp vận dụng lôi cương bạo thiểm, một cái di động rất nhanh chính là đi tới phía sau hắn. Trên tay tiện tay đánh ra một cuồng sư nộ cương. Lục tiểu cát có lòng ngăn cản, nhưng chiêu thức của tiêu thiên vũ sao có thể ngăn được. Con sư tử màu đỏ vô cùng mãnh liệt trực tiếp đánh con chó của lục tiểu cát nằm úp sắp xuống đất. Lục tiểu cát vẫn nghĩ đến một lần phản kháng vô lực cuối cùng. Nhưng mà đấu khí của tiêu thiên vũ hóa thành sư tử, trực tiếp tác hắn đến hôn mê. Sau đó gầm rú một tiếng, đúng là mạnh mẽ đem hắn trống xuống dưới lôi đài. Sau đó tiêu thiên vũ hướng mọi người mỉm cười. Xem ra là ta thắng lợi, thật đúng là một hồi quyết đấu gian nan a. À. Tuy rằng mọi người cảm thấy hắn là ở sai nhưng bọn họ cũng không có chứng cớ. Bây giờ tiêu thiên vũ còn đứng ở giữa lôi đài không thể nghi ngờ là vô cùng chói mắt. Với hai người đàn ông xung quanh đang ngủ trên mặt đất, anh ta sạch sẽ, toàn thân đều không có dơ một chút. Hơn nửa huyền giai đấu kỹ vận dụng xuất thần nhập hóa. Đấu khí vô cùng mạnh mẽ. Trong lúc vô tình làm cho rất nhiều thiếu nữ xuân tâm nảy mầm. Ngay cả nạp lan yên nhiên ở một bên cũng là đôi mắt đẹp phiếm quan, không nghĩ tới sư đệ này thật sự sẽ giả bộ. Tuy rằng giả bộ rất đẹp trai, nhưng vẫn cảm giác sau này anh sẽ là một cái gai. Tiêu Thiên Vũ cũng không quên mục đích của mình, một người trước mắt cũng không đủ, mình cần nhiều người hơn để tôi luyện bản thân ít nhất phải để cho đấu khí của mình khô kiệt đi tự hiện tại không nói chính mình đấu khí không khô kiệt thậm chí thiếu không ít hắn cũng không biết mọi người thấy tiêu thiên vũ như vậy cũng không nói gì tên này thật đúng là kiêu ngạo a à, nhưng vẫn không có mấy người đi lên qua một lúc lâu mới có một người tới đây là một người đàn ông có thân hình to lớn đến đây thỉnh giáo crom tiêu thiên vũ tiêu thiên vũ cũng là ông một cái quyền đối với những người lễ phép hắn cũng sẽ không 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 tôn trọng sư đệ ta thấy ngươi dễ dàng đánh bại lục tiểu cát thực lực của ta cũng sàng sàng như hắn nhưng ta vẫn muốn thử toàn bộ thực lực của mình xin chỉ giáo nói xong liền dùng ra đấu kỹ mạnh nhất của mình băng hủy chi thạch đấu khí của hắn sau một phen thao tác đã biến thành từng tảng đá khổng lồ lơ lửng trên không trung đi ra lệnh một tiếng nham thạch liền nhẹ nhàng chạy tới bên tiêu thiên vũ bao vây tiêu thiên vũ, tạo thành một quả cầu khổng lồ. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được một chiêu này của ta, ta liền trực tiếp nhận thua. Ngưng. Phá. Tảng đá lớn từ từ khép lại. Ở cuối cùng sắp hoàn toàn khép lại cùng một chỗ thời điểm, phát ra cực lớn nổ tung. Âm ầm một tiếng vang thật lớn. Ngay cả lôi đài xung quanh cũng xuất hiện vết nứt, bởi vậy có thể thấy được đấu kỹ này cường thịnh cỡ nào. Tiêu Thiên Vũ đoán chừng đấu kỹ này tuyệt đối vượt qua đấu kỹ công kích cuồng sư nộ cương mạnh nhất của tiêu gia, sợ là đã đạt tới trình độ huyền giai cao cấp. Trong nháy mắt cự thạch nổ tung, thần sắc Tiêu Thiên Vũ không thay đổi. Trực tiếp sử dụng lôi cương bạo thiểm. Hóa thành một đạo lôi điện trực tiếp đi ra. Hướng khắc nhìn thấy Tiêu Thiên Vũ lông tóc không bị thương không khỏi cũng có chút mất mát, mình thật đúng là bị so sánh từ xa. Người bốn phía cũng có chút sôi trào, thực lực của tiêu thiên vũ thật đúng là không tầm thường hùng tư anh phát phá địch như lòng bàn tay những thiếu niên thiếu nữ này làm sao gặp qua loại cường giả này a à? quả thực chính là thiếu niên yêu nghiệt hiện tại còn có người khiêu chiến sao tiêu thiên vũ tiếp tục nói mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nhưng không ai dám đi lên tiêu thiên vũ trên đài cũng bất đắc dĩ cười thật đúng là không được a à? chính mình hiện tại mới đến vân lam tông vài ngày liền tìm không thấy một đối thủ bực này về sau cần phải làm sao bây giờ sư đệ chúng ta có thể đi tìm lão sư để cho hắn tới giúp chúng ta luyện tập a nạp lan yên nhiên lúc này nói đúng vậy chúng ta có thể đi tìm sư phụ sau khi nói xong trực tiếp hưng phấn lôi kéo nạp lan yên nhiên rời đi chỉ để lại vẻ mặt hâm mộ của mọi người sau núi vân lam tông gió cực mạnh mặt trời lặn, một cơn lốc màu xanh trực tiếp dùng một loại tư thế nghiền ép đụng vào thiếu niên phía trước. Nhưng là thiếu niên không chút hoang mang trực tiếp sử dụng hắn lúc trước học tập tan vỡ chi thạch, mấy chục khối cự thạch tạo thành một cái siêu cấp lớn tường đá, đem những này cơn lốc đều ngăn ở ngoài cửa. Vân vận đối diện cũng không nghĩ tới tiểu đồ để mình có loại đấu kỹ này, sửng sốt một chút. Khi đôi mắt sáng ngời của nàng lấy lại tinh thần, một đạo cự lông màu bạc trực tiếp đánh úp về phía mình nàng né tránh không kịp trực tiếp bộc phát toàn lực thực lực đấu hoàng tứ tinh thậm chí có thể đem tiêu thiên vũ chấn thành một trạng thái không trọng lượng nhưng trong nháy mắt hắn vẫn kịp phản ứng tay phải tụ tập vô lượng đấu khí một cái đầu sư tử ước chừng không tới một trượng nhanh chóng bay về phía vân vận vân vận dù sao cũng là cường giả đấu hoàng hai tay chống đỡ phía trước lập tức hình thành một cái phong thuẫn vô hình hơn mười thước sư tử đầu và phong thuẫn giằng co nhưng theo thời gian trôi qua sư tử đầu dần dần có chút hư ảo đáng giận xem ra mình tuy rằng đấu khí lại ngưng thực nhưng là không có tới đấu hoàng đấu khí vẫn là không bằng sư tôn sao bất quá hắn cũng không có nản lòng quá lâu chính mình hiện tại chỉ là đại đấu sư cũng đã có thể cùng sư phụ của mình đánh bốn sáu hắn phỏng chừng mình chỉ cần tới đấu linh cảnh giới thời điểm chính mình cơ hồ là có thể cùng đấu tông bình thường đánh cho không kém hạ phong hắn cảm giác chỉ cần đem trên người mình hiện tại tồn tại khuyết điểm đều cho giải quyết, thoải mái đánh bại đấu tông có lẽ cũng không phải không có khả năng. Trở lại vừa rồi, lúc đầu sư tử sắp tắt, lôi long lại hiện ra, hơn nữa lúc này còn là hai cái, một trái một phải, vân vận trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả, chỉ có thể thả ra một trận cùng phong. Gió nổi lên. Nhưng lôi long hiển nhiên là sẽ không e ngại loại uy lực gió này, mang theo cơn lốc chính là đem vân vận cuốn quanh. Lão sư, lần này là ta thắng, lôi long một lần nữa hiển hóa thành tiêu thiên vũ, hắn giờ phút này tâm tình rất tốt đối với vân vận khoe khoang nói. Được rồi, được rồi là ngươi thắng, ngươi nhưng là thật sự không dậy nổi, vô luận là ở mặt ngoài hay là ở trong lòng vân vận đấu sư cảm thấy hắn đồ đệ này nhưng là thật sự rất không dậy nổi, nói lên một câu, thiếu niên đại đế cảm giác, cũng không quá đáng. Chính mình đây là may mắn tới cực điểm mới có thể thu được một đồ đệ này không chỉ có thiên phú tuyệt thế mà còn vô cùng hiếu thuận đúng vậy trải qua một tháng tiêu ma tiêu thiên vũ không chỉ trở thành đại đấu sư đỉnh phong mà còn cùng vân vận quan hệ của nạp lan yên nhiên tăng trưởng thành tình trạng thân mật khăng khít tuy rằng hắn có ý thức ngăn chặn tu vi của mình nhưng tốc độ tu luyện của hắn vượt qua người khác đâu chỉ gấp trăm lần coi như là áp chế đến sau đó một nửa tốc độ tu luyện chính mình cũng là tại một tháng trước liền tiến vào đại đấu sư đỉnh phong hơn nữa là loại kia đấu khí phong phú tới cực điểm loại kia một mực không đột phá cũng chính là vì căn cơ của mình bất quá hiện tại cũng đã kém không nhiều lắm hắn có dự cảm sau khi trở thành đấu linh thực lực sẽ tăng trưởng mấy lần nghĩ tới đây hắn cũng không có áp chế chính mình nữa trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất yên lặng vận hành công pháp của mình đấu khí điên cuồng quét tới. Giống như một cơn lốc xoáy. Phong phú mà to lớn. Đấu khí còn chưa vượt qua 5 phút phạm vi 10 mét đã bị hắn toàn bộ hấp thu. Tốc độ này đã là phi thường nhanh. Nạp Lan yên nhiên vừa muốn đến thấy một màn như vậy cũng là vừa hâm mộ vừa cao hứng. Hâm mộ là hâm mộ sư đệ của mình nhanh như vậy cũng đã đến đấu linh. Cao hứng là cao hứng sư đệ của mình thật sự là quá không chịu thua kém sau này nhất định có thể đem danh khí vân lam tông của hắn hoàn toàn khai hỏa. Hơn nữa sư đệ còn có mị lực như vậy, mỗi lần nàng thỉnh giáo sư đệ vấn đề sư đệ đều là trước tiên đến giải đáp cho nàng. Không có một chút do dự. Sư đệ đối với một ít lý giải tu luyện nàng cảm thấy ngay cả sư phụ của các nàng cũng không thể so sánh. Lốc xoáy trên núi vẫn không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Chương 10 Đấu Linh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, lốc xoáy không chỉ có một màu xanh, còn có một ít màu đỏ. Từ lúc trước Tiêu Thiên Vũ tu luyện hai bản công pháp về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện hai loại công pháp này cư nhiên có thể chồng lên nhau sử dụng, tuy rằng hắn diễm họa quyết là cái rác rưởi Chồng lên nhau ảnh hưởng không lớn, nhưng chân mũi cũng là thịt. Tuy rằng hắn sẽ không tham lam, nhưng cũng sẽ không có không cần. Lốc xoáy đường kính từ ngay từ đầu phương viên chừng 10 mét chậm rãi mở rộng đến bây giờ phương viên 100 mét. Hơn nữa thanh thế không ngờ vẫn không có một tia giảm nhỏ. Bên này Tiêu Thiên Vũ cũng cảm giác được trong cơ thể mình có đấu khí cuồn cuộn không ngừng tuôn tới, nhưng vẫn không có dấu hiệu đột phá đấu linh, hắn có chút nghi hoặc, nói thẳng qua đại khái nửa canh giờ sau đấu khí kết tinh trong cơ thể hắn mới chậm rãi biến thành hải đảm kết tinh mọc đầy gai. Hắn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nói: Muốn trở thành đấu linh đối với người bình thường mà nói ta hiện tại hấp thu năng lượng đã là xa xa đủ rồi, thế nhưng ta lại là chẳng lẽ không phải người bình thường có thể so sánh, ta lúc trước đại đấu sư đấu khí trong cơ thể kém không nhiều lắm cũng nhanh gấp trăm lần người bình thường, huống chi ta lại đặt trụ sở cả tháng. Hiện tại trong cơ thể đấu khí không nói là nói bình thường đấu linh gấp 200 lần, ít nhất cũng nên là 190 lần đi. Vì thế hắn lần nữa tăng nhanh tốc độ hấp thu đấu khí của mình lốc xoáy khổng lồ màu xanh mang đỏ lại một lần nữa điên cuồng lớn mạnh, uy thế càng lúc càng lớn, lại có uy lực không tầm thường, trực tiếp nhổ một gốc cây đại thụ sinh trưởng ngược dưới vách núi lên. Lúc này tiêu thiên vũ ở trung tâm bảo táp, cũng càng ngày càng bình tĩnh, ngược lại không hợp với bảo táp bên ngoài. Nhưng chỉ có chính hắn biết, trong cơ thể hắn nhiễm biển đấu khí kết tinh đang lấy một loại tương đối không chậm tốc độ hình thành. Tuy rằng hải đảm kết tinh hình thành hắn phát hiện mình đối với đấu khí trong cơ thể mình vẫn là đánh giá thấp một ít, tối thiểu có bình thường đấu linh gấp 300 lần lượng. Lại qua nửa giờ, gió lốc dần dần lắng xuống. Nhìn quanh bốn phía đã là một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất không ngừng có vụn gỗ lá cây bị gió lốc lúc trước kéo đứt. Tiêu thiên vũ chậm rãi đứng lên, lúc này đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra, trong nháy mắt mắt mở ra, hai chùm năng lượng màu xanh trực tiếp bắn vào trong kiến trúc phía trước dùng vật liệu đặc thù xây dựng cột đá khổng lồ ngay cả một giây cũng không ngăn cản được trực tiếp chính là có thêm hai lỗ thủng xuyên qua bất quá cũng may lúc trước chùm sáng màu xanh cũng không có nhiều thô cây cột giờ phút này vẫn có thể kiên trì chống đỡ phía trên kiến trúc cũng làm cho tiêu thiên vũ thở phào nhẹ nhõm tuy rằng cho dù là hắn đem nơi này hủy diệt cũng không có bất luận kẻ nào sẽ nói cái gì nhưng là hắn cũng không muốn ở vân vận trước mặt phạm sai lầm trước liền không có phạm qua sai lầm sau cũng không muốn phạm nhiều sai lầm ta đều thấy được sư đệ nạp lan yên nhiên một thân trường bạo màu trắng trăng liên tục di chuyển thắt lưng thon thả phía dưới thắt lưng là đùi thẳng tắp khiến người ta thèm nhỏ dãi bàn tay trắng nõn thon dài khuôn mặt tinh xảo mang theo nụ cười nhàn nhạt thân thể nhẹ nhàng bước chân có chút nhẹ nhàng à tha cho ta đi hảo sư tỷ xinh đẹp nhất của ta ngươi cũng thấy vừa rồi ta thật sự là vô ý thức tạo thành tiêu thiên vũ biểu môi một cái đùa thôi ngươi còn cho là thật bất quá chúc mừng sư đệ đột phá tới đấu linh nạp lan yên nhiên có chút dí dõm nói sư đệ đột phá tới đấu linh chính nàng cũng rất kiêu ngạo được rồi bình thường vị nữ thần cao lãnh này lúc này lại là đặt ở toàn bộ trên người cái giá cái này ở bên ngoài là rất ít có cơ hội chứng kiến một màn như vậy đối với việc này tiêu thiên vũ cũng rất thích sư tỷ tiện nghi này đương nhiên chỉ là thích chứ không phải yêu về phần nạp lan yên nhiên như thế nào cái này không rõ đa tạ sư tỷ khích lệ loại chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới theo lý thuyết ta nửa tháng trước có thể đột phá tiêu thiên vũ rất tự tin nói tự tin là chuyện tốt nhưng lúc ở bên ngoài sư đệ cũng không nên như vậy sư đệ mình chỗ nào cũng tốt chỉ là có khuyết điểm vô cùng cùng ngạo vô biên sau khi tiếp xúc một hai tháng nạp lan yên nhiên cũng có hiểu biết không ít về hắn. Vậy nghe sư tỷ đi, đúng rồi chúng ta cùng đi bái kiến sư phụ một chút. Ta cũng muốn đem chuyện tốt này nói với sư phụ một chút. Tiêu thiên vũ lơ đỉnh. Nạp lan yên nhiên không nghĩ nhiều liền trực tiếp gật đầu, ở Vân Lam Tông nàng thân cận nhất hai người một là tiểu sư đệ trước mắt, một người khác chính là sư phụ của mình. Hai người sống vai mà đi, thiếu niên tuấn lãng vô cùng, thiếu nữ cũng là mười phần mỹ nhân xung quanh mỹ lệ yên tĩnh hình thành một bức tranh tốt đẹp đi tới cửa phòng sư phụ nạp lang yên nhiên gõ cửa nói sư phụ ta cùng tiểu sư đệ đến bái kiến ngài vào đi một giọng nói dễ nghe vang lên trong phòng hai người nghe xong trực tiếp đi vào ở bên trong nhìn vân vận giống như đang thu thập thứ gì đó tiêu thiên vũ còn chưa nói gì nạp lang yên nhiên bên cạnh đã nói trước một bước sư phụ Sư đệ thật lợi hại, hắn hiện tại đã trở thành đấu linh. Trở thành đấu linh? Được. Được. Nghe tiêu thiên vũ trở thành đấu linh, vân vận vô cùng cao hứng. Đúng rồi, từ khi ngươi tiến vào vân lam tông vi sư còn không có tặng ngươi lễ vật gì, lúc này liền cho ngươi một kiện lấy phòng ngự làm sở trường nội giáp đi. Vân vận bên này từ bên trong nạp giới lấy ra một kiện màu lam nội giáp, cái này nội giáp gọi là hải tâm giáp là nội giáp dùng ma thú lục giai chế tác, lực phòng ngự tương đối mạnh mẽ. Nhìn thấy đồ vật sư phụ lấy ra không tầm thường, tiêu thiên vũ cũng có chút cảm động. Sư phụ thật tốt, có muốn tới ông một cái không? Tiêu thiên vũ nói. Đi chết đi, đừng ở chỗ này lên mũi lên mặt, vân vận cũng là thói quen tiêu thiên vũ thỉnh thoảng trên da thoáng cái, nếu là ông, nhìn thấy hắn tinh thần nguyệt mạo bề ngoài, còn có rộng lớn lòng ngực, nếu như chính mình dựa vào mà nói nhất định rất kiên định đi không đúng mình làm sao có thể nghĩ loại đồ không lễ phép này vân vận lắc lắc đầu sau khi đem ý nghĩ không thực tế trong đầu lắc đi lại trừng mắt liếc tiêu thiên vũ một cái cái liếc mắt này trực tiếp làm cho tiêu thiên vũ thiếu chút nữa trừng thất thần vân vận nói như thế nào cũng được cho là một đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại bình thường lúc không có biểu tình cũng đã phi thường hấp dẫn người huống chi hiện tại loại biểu tình này cái này gọi là người bình thường làm sao chịu được a à? nếu không là ý chí của mình đủ kiên định hắn sợ là có trở thành sung sư nghịch đồ tiềm lực nạp lan yên nhiên chung quanh cũng có chút hâm mộ không biết là hâm mộ sư phụ của mình có thể ở chung với tiêu thiên vũ như thế hay là hâm mộ tiêu thiên vũ có thể được sư phụ đối đãi như thế ngươi đã trở thành đấu linh như vậy vân lam tông cao cấp nhất bí cảnh sinh tử môn cũng là có thể đối với ngươi mở ra sinh tử môn cực kỳ nguy hiểm ngươi nếu muốn đi vào thời điểm nhất định phải cùng ta nói một tiếng ta cũng sẽ giúp ngươi chuẩn bị một ít đồ vật vân vân sau đó nói sư phụ yên tâm thực lực của ta ngươi còn không biết sao ngươi đã lo lắng như vậy ta đây đến lúc đi vào nhất định sẽ thông báo cho ngươi tiêu thiên vũ trực tiếp vỗ ngực cam đoan nghe đến đó vân vận coi như là thả lỏng một chút còn có mấy chuyện ta còn muốn cùng ngươi nói một chút vân vận lập tức lại nghĩ tới cái gì